Năm xưa khi ba mới đến trường, nghe âm thanh Eurosigen còn chưa thấm. Ra hương thơm vết Baccaro, Manini Star Chocolate Manen. Hết C3 lại đến C1, sân khám nâu là cái gì đó phi thường. Sao khắp nơi hội tụ, chơi lối chơi tuyệt đẹp, ba mê lo Sprogana. Play năm ấy thiên tài, extra time comment bung chân làm tung lưới, champion duy nhất của Johan. Nghe năm sau thua sóc Milan. Bao nhiêu năm dòng giá qua rồi, bao nhiêu năm chờ đã trận đấu cuối cùng. Ba ước mơ thật nhiều, rồi thất vọng thật nhiều, cho đến năm 2006 Paris. Mở ra thời đại Dream Team, ăn một kho cúp vô địch 14 chiếc. Khi Messi mua chân ngoài sân, Ferguson nắm tay ngồi xuống bên ngoài sân. Ôi thật đau lòng, nhìn sao mà thật thương tâm. Khi Pep ra đi cuốn theo sức mạnh phi thường, Tito mang đến hy vọng, nhưng ra đi hơi nhanh nguyên nhân vì ung thư. Ta thay thế xong out, Lucio Ramos ăn năm ngày. MSN mạnh mẽ hơn nhiều, con nghe ba sẽ chỉ biết yêu môi bạc xa. Cho ước mơ đạt được hai cúp xe một liền, nghe ba con nhớ nghe con. Khi Pep năm đôi bác xa mạnh hơn, nghe năm đầu bác xa ăn sâu. Ôi thật tuyệt vời, thật huy hoàng. Mở ra thời đại Dream Team, ăn một kho cúp vô địch 14 chiếc. Khi Messi mua chân ngoài sân, Ferguson nắm tay ngồi xuống bên ngoài sân. Ôi thật đau lòng, nhìn sao mà thật thương tâm. Khi Pep rời đi cuốn theo sức mạnh phi thường, Tito mang đến hy vọng, nhưng ra đi hơi nhanh nguyên nhân vì ung thư. Ta thay thế xong out, Lucio Ramos ăn năm ngày. MSN mạnh mẽ hơn nhiều, con nghe ba sẽ chỉ biết yêu môi bạc xa. Cho ước mơ đạt được hai cúp xe một liền, nghe ba con nhớ nghe con.